Lát nữa nhá, mấy anh em đến giúp chồng đi chơi, cho chồng ngoài một tí nhá. Chơi bời cái gì, áo nhà có lưng cho em. Đóng là người này, cầm miếng này lên cho em ơi. Thằng này hôm nay lĩnh vợ đấy, nếu ý đi với anh em mình ấy chắc lĩnh bờ chị Thư. Đúng rồi. Đấy. Ui lại bóp lưng. Ôi trời ơi, em sao em làm gì thế này? Sao đây, anh chết đây chưa? Ôi anh đi chơi với em một tí. À Thư cho kia đi nước của anh đi. Ôi anh đang nước nôi gì, bây giờ cho em ở nhà. Lại ở nhà, có anh em làm gì? Nhà có thân thôi em. Đàn ông ấy, đấy, đàn ông. Nào em đàn ông lắm anh ạ, em em phải anh nhìn một đi, em đang bóp vai cho vợ em thì đang hỏi vai đấy bóp bình thường. Ăn đu được của nó đấy. Các chồng em quen đấy nhở, nói gì nghe. Hôm nay thấy tiền quen một chút em ơi. Không quen đâu, em xử lý ngay. Tao ý gọi là vợ tao đang bầu bì, tao chở vợ tao định đoạt thì thôi. Nhưng mà cũng đấy, anh ấy ý rồi ơi. Ý rồi ơi. Không vào. Bắt quả tang cái trận. Nên dùng kia đi uống nước tí nhỉ. Mạnh lên. Ui, làm gì đấy? Kia đang bóp chân chị Thư. Ôi thằng này nó bóp chân cho vợ đấy. Thì anh đang bóp cho em đây, nhưng mà anh bảo này, lát nữa nhá, mấy anh em nó đến giúp chồng đi chơi, cho chồng ngoài một tí nhá. Chơi bời cái gì, à nhà có lưng cho em. Đóng lòng người này, cầm miếng này lên cho em ơi. Thằng này hôm nay lĩnh vợ đấy, nếu ý đi với anh em mình ấy. Chắc lĩnh bờ chị Thư. Đúng rồi. Đấy. Ui lại bóp lưng. Ôi trời ơi, em sao em làm gì thế này? Sao đây, anh chết đây chưa? Ôi anh đi chơi với em một tí. À Thư cho kia đi nước của anh đi. Ôi anh đang nước nôi gì, bây giờ cho em ở nhà. Lại ở nhà, có anh em làm gì? Nhà có thân thôi em. Thì chỉ cho anh kia đi một tí, sao đâu, đi xong rồi về. Bây giờ anh Kiên chỉ có bầu rồi anh Kiên phải ở nhà phục vụ chị. Mọi người đi đi. Đúng rồi, anh Kiên này anh này sợ vợ à? Anh Kiên đi với anh em tí. Thôi đi nhanh lên, xong cái chân này còn ngâm chân cho em được không? Nồi ngâm chân em tự ngâm như em bay không? Ơ sao anh bảo là bên đồ là em có bầu ăn tất cả. Quay vừa hứa xong rồi anh lại yêu à? Bây giờ anh bóc chân rồi thì lát nữa em tự đi rửa chân đi. Thì bảo anh bóc chân đi rửa chân nữa. Ngày xưa anh Hưng có vợ, anh bảo anh vẫn rửa chân cho vợ. Đúng rồi, nhưng anh có bao giờ anh làm như Kiên đâu. Kiên này sợ vợ quá chứ mà đúng không? Bảo anh em là ui em có bao giờ em sợ vợ đâu. Ê anh đang thế à? Không sợ vợ hả? Toàn rồi, không được rồi. Bóp nhanh lên, bóp vai này, đau hết cả vai luôn. Thế lúc trước bảo anh em mình bảo là không sợ vợ nhỉ? Lúc trước bảo. Anh đang lấy tay lên. Đây. Cái nồi nước nó không xong chưa? Để cầm ngâm chân cho em. Ngâm chân nát ngâm chứ bây giờ ra đi tới đất để ngâm cái gì? Anh cởi tắp cho em đi. Đi bảo là nóng quá. Vừa lấy thì bắt đi đất, bây giờ lại bắt cửi đất. Thôi em cởi tất cho vợ em đi. Thôi bỏ mẹ ra. Đàn ông con trai nó phải gương mẫu. Như anh ngày xưa là anh để một vợ anh phải bảo anh. Mà anh để bảo vợ anh là rửa chân cho anh đi. Hôm nay cái thang nhiều nhức chân anh mới bắt. Đấy chưa? Anh nghe bảo trước là anh lấy vợ. Anh bắt vợ anh để rửa chân cho anh đi kìa. Vợ anh không khác, em khác. Em phục vụ được không? Ủa anh đi vợ anh lấy cái thư anh đi làm gì? Bóp vai. Nên đấy đấy, đàn ông ấy, đấy, đàn ông. Nào em đàn ông lắm anh ạ, à, em phải hớt. Không, anh nhìn một đi, em đang bóp vai cho vợ em thì đang hỏi vai đấy bóp bình thường. Ăn đu được của nó đấy. Các chồng em quen đấy nhở, nói gì nghe. Hôm nay thấy tiền quen một chút một em ơi. Không quen đâu, em xử lý ngay. Thì không có chị Thư ấy, nói anh em mình nói chị Thư phải nghe, đi em phải sợ anh. Kìa. Cái gì cơ? Không. Không, không có chị Thư nói. Anh làm cái gì? Lúc nãy đi uống bia. Lúc nãy đi uống bia anh có nói thế đâu. Anh đi uống bia nào? Anh đi bia uống anh ôi con kia nữa. Con chân dài ấy anh còn. Anh bảo là anh có sợ vợ đâu. Vợ anh nói phát im mồm ngay anh. Không phải. Đúng rồi anh còn như thế à? Anh bảo là anh đi chơi xong rồi là anh yêu gái à? Không ai làm bảo cái gì mà anh không sợ tôi. Anh nhớ lúc anh uống xíu không? Đấy. Anh bảo đồ đây rồi nhưng mà vấn đề là chân dài đâu. Đấy. Tôi gọi cho anh ra một con chân dài đấy. Ôi dồi ôi, nó thật qua mà chồng chẳng có thật cho anh đây. Tôi... Em đi về, nó đi về. Em đi về. Anh đi về. Tôi nhìn cảnh này mà tôi phải đập đầu tưởng mất. Này, cô lắng nghe. Xong rồi tí nữa ấy. Còn ngâm theo tôi đâu.
tối á, đêm mai anh chắc tôi. Anh có thế đâu, chúng con nói yêu để cho chồng với vợ cãi nhau ấy. Tối nay anh ra bãi tôi. Đấy, thằng nào bảo em để dậy bọn em làm thì làm đi. Anh thấy cái nào? Đâu, anh xoa vào đấy, massage. Chân thối của bà ra thì bây giờ massage kiểu gì? Massage đi. Chắc không rửa đi. Rửa thôi. Massage đi. Làm thuần thục vào. Em đã bắt quả thang. Bây giờ cho anh đi chơi một tí. Không. Anh đi chơi đi. Anh đi chơi đi đâu không? Chơi bời gì cả. Đấy, anh nhận bắt quả tang rồi nhá. Đấy, em chơi rồi. Em không mời em sợ vợ. Được rồi. Em mà sợ vợ ấy, không bao giờ em là thằng Kiên. Em giật luôn. Ui. Kiên ơi, đi nào không? Tôi cho anh đúng 3 giây này. 1 2 Đấy, cả nhà hồi mồm này. Điều lắm. Đấy. Chị Thư ơi, anh Kiên vừa ra ngoài kia bảo là không sợ vợ ấy chứ. Đi ra. Anh kia vừa bảo là không sợ vợ chưa? Đúng rồi. Đi ra. Ôi này, ớt cả tao rồi. Tao thằng này luôn nhớ này. Tao không mà tao sợ. Tao ý gọi là vợ tao đang bầu bì tao chở vợ tao định nói thêm thêm. Nhưng mà không sợ. Anh ấy ý gì rồi ơi. Ý gì rồi ơi. Xin vào. Bắt quả tao cãi trận. Đấy, chị thấy chưa vừa bảo xong tao không sợ vợ đấy. Đi vào đây. Thôi đừng hoài nữa. Cả nhà đấy không? Bản lĩnh thì có đấy nhưng mà vẫn sợ vợ. Đấy, đúng rồi rồi. Cái kìa. Nhưng mà vợ cũng phải sợ. Đi về đi. Chó gì nữa nó cứ quay kìa. Mọi người đi về đi. Vợ mình đang bảo ai đang bảo sợ vợ. Đây, anh bảo không sợ vợ, vợ anh là cái gì? Vợ anh như tôi, mình anh sợ đâu, cả đàn anh đều sợ. Đấy. Như kia này có vẻ đi massage nhiều sao mà đấm đấm bóp tay luật thế nhỉ? Đấy. Chú nói nó mấy thế để chẳng thức với ai của em ấy. Có đi massage không? Có đi massage. Có đi massage chưa? Có. Anh mà đi massage rồi anh là con chó. Đấy. Được chưa? Rồi vào đặt lại. Anh đi massage rồi chứ. Đấy. Ừ. Đấu đầu hổ quên rồi. Anh bảo Thư rồi bảo sao lấy tay Kiên hiểu thế. Tuần thục thế. Tối nay đấy, massage tôi 6 tiếng. Không đủ 6 tiếng không cho ngủ đâu. Xuống đi về đi. Đi về. Hay rồi, đừng quay. Anh không sợ vợ mà. Quay có gì quay. Ra đây. Ra cái gì? Ra đây. Ra đi anh tí, Kim Chí Thư tế cho nhờ. Mà không. Ra đi em, không lại ngủ lại cửa. Anh lớn nhở? Ơi, ơi. Anh có làm không? Anh làm. Yêu. Làm bố. Cái yêu cái gì? Ra đây. Đi ra ngoài. Nhanh lên anh ơi. Lấy cho tôi chậm bước. Lên chân tôi ngồi đây tôi đợi đấy. Ok. Đúng rồi, cái mặt này không phép. Ê, cái mặt này Kiên cáo cáo chưa? Là nhiều nước à. Mặt này cáo lắm ơi, mặt này như không hài lòng lắm. Mắt cửa, mắt cửa, mắt cửa. Thôi, anh em về đi ngủ. Tí vợ chồng cãi nhau chết. Thôi, tí vợ chồng cãi nhau. Cùng nhau rồi, vui. Thế mà bảo không sợ vợ. Đấy. Thực ra là rất sợ vợ. Sợ vợ thế là một oai bằng sợ vợ một điều.